Hai cô chú ơi, hái gì đi? Đây, nhìn mẹ nè. Hôm nay mẹ bắt đầu video clip của em hơi trễ. Hiện tại bây giờ gần 2 giờ trưa rồi mà em chưa chịu ngủ trưa đây cô chú ơi. Đó, coi nó kìa. Trời ơi, giỏi chưa? Giỏi quá. Hôm qua giờ em chơi với ba nên giờ em biết gắn vô rồi đó cô chú. Này té ở đâu ở đầu sân không biết, hôm qua chơi với ba làm sao đó. Phải làm gì đó. Đó, để ba cái xuống. Rồi làm sao nữa, quay qua đây cho cô chú coi coi. Gắn vô, à. Gắn lên. Giỏi dữ ta, bây giờ mày lấy thêm cho con gắn nha. Mày lấy thêm cho con gắn nha, con gái yêu. Con gái ơi. Vàng ơi vàng. Kêu nó không thèm để ý tôi luôn. À, ngồi mặc cái đầm giống như bà thím không? Rồi gắn đi con. Gắn là sao? Gắn cái nào với cái nào? Nói mẹ nghe coi. Sao mà người suy nghĩ gì nước Mỹ rồi? Hả? Mặt đang suy nghĩ gì vậy? Té ở đâu ta? Té ở đâu mà hai gái này ba chị nha? Sao mẹ không biết ta? Đó, gắn vô luôn con. Đúng rồi. Để coi nó làm gì nha. Ngồi mặc cái đầm y như bà thím thiệt chứ. Cho cô chú chơi coi không? Nè cho cô chú coi với. Đúng rồi. Wow. Oops. Oops. Good job, JD. Rồi, bây giờ mày chỉ nè, dựng cái này lên. Rồi, gắn xuống này đi. Đó. Bữa giờ không biết chơi, giờ biết chơi nè. Oops. Gắn lên nghe con. Sao, không hợp à, cái đó không hợp à? Có cái nào hợp không? Coi có cái nào hợp không? Hay quá. Đó, à, rồi sao nữa? À. Gắn bật kết thúc rồi, gắn vô này nè, gắn vô này nè. Good job, JD. Ngã ai? Nghiên cứu, nghiên cứu. Mặc cái đầm ngồi thấy muốn giọng vô cho giọng thêm nữa cho bôi sưng mắt luôn ơi. Nhưng giọng cho sưng mắt vô á. Gì con? Đi đâu á? À giờ bỏ lên đó đó hả? Đã bỏ đó chơi hả? Vậy mày vô mày lấy cho con bỏ đó chơi nha. Dạ đi con. Chạy đi, tự đi, tự đi. Rồi mẹ phụ chơi xong rồi cô chú. Chơi nãy giờ chơi ngồi đó. Cái giờ chơi chán quá chơi chạy chơi chuyển địa chỉ. Sắp đồ hàng đó. Trời ơi đại hay ta. Cái đâu ạ? Cái một mầm nó vô duyên thiệt cái chứ. Nhìn vô là cái ông nhìn vô là thấy vô duyên rồi. Hả chị? Anh cà tội, cà tội, alo đi, cà tội, tội đi. Alo. Cà tội, tội, tội ơi. Alo. Alo. Hôn cô chú miết. Làm vậy đó.
Alo đi, alo, cả tối, đi. Úp, dữ rồi ta. Dạng ơi, chua dạng quá. Dạng ngang bá thì. Ôi trời ơi, cả tối, luôn rồi. Không nói năng gì cái cà tội, không biết. Không nói tôi mang lên đây. Cà tội, Ừ. Sao? Cà tội, Ngon không? Sáng ngủ dậy cái bồng đó nè, con hỏi con ngủ tối ngủ ngon không? Ngon. Thử chưa mẹ? Chưa. Thôi ở đó uống rượu ghê luôn. Uống rượu uống bia dữ rồi ta. Uống rượu uống bia không uống nước mà ngon dữ rồi ta. Thôi thôi đừng lại đó phá. Đi xuống. Đây. Chơi. Nói nó cục 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 rồi luôn. Trời, làm gì? Oops. Xuống hả? Đây mày đặt đây mày giờ. Ơi, đừng có xuống cái kiểu đó. Xuống đàng hoàng. Đúng rồi. Trời ơi, mẹ mới sắp vô đó chay ơi, con đừng có đổ ra nữa chay ơi. Mới sắp vô tức thì đó con làm đầy nhà hết à. Đó. Cô chú thấy không, em chơi xong lại tại em tự động em lôi bịch ra em cất đồ nãy giờ mẹ không kêu luôn, mày nhìn lên mày thấy luôn. Ai, dữ dữ rồi trời ơi. Trời ơi còn lết lết ơi. Đúng rồi, em cất đi con, ở trên đây nữa nè, trên bàn nữa nè, lấy xuống cất đi con. Rồi nãy giờ mày ngồi mày không có nhìn em, mày không biết em vô em lấy gì nào luôn em ơi. Chuông dữ rồi đâu ơi, vàng dỗi quá vàng ơi. Mở ra con, đúng rồi. Vàng của mẹ là giỏi nhất luôn ha. Nói vậy chứ chắc có nhiều cô chú cái clip này đó, Ngọc muốn nói chia sẻ với tất cả mọi người là cái clip mà Ngọc quay con của Ngọc. Nên là con thì ai con được con ai thì người đó nấy quý quá. Có nhiều lúc mà Ngọc cái clip Ngọc nói chuyện với Chay, Ngọc khen Chay đồ này kia nọ, có nhiều người nói là ghét Ngọc là tại vì hả, làm như có mình nó có con vậy. Nó đem nó đưa con nó lên quá rồi cái nó nói chuyện rồi này chia thái quá, nhưng mà ở nhà mà mọi người có con thì mọi người cũng sẽ nói chuyện với con mọi người vậy thôi. Nhưng mà tại vì mọi người không có đăng lên mạng, không có nghe được những cái lời nói đó, nên là khi mà nghe một cái người khác nói về con của họ thì mình thấy là giống như nó hơi bị thái hóa. Nhưng mà thật sự là ngoài đời ai cũng sẽ nói chuyện với con mình như vậy, con mình là cái gì cũng nhất hết, dễ thương nhất, đẹp nhất, rồi ngoan nhất, giỏi nhất, nói chung là cái gì cũng nhất hết á. Nói riết là nó y như là hoàng hậu công chúa luôn mà. Nó y như tiểu ứng tử luôn. Nhưng mà đây là cái video clip Ngọc quay về con Ngọc, nên là những người ai mà mọi người ai mà yêu thích yêu thương con Ngọc đó thì vô là cô chú ai thấy bình thường, nhưng mà cũng có những người vô là nói ghét là tại vì hả, làm như con mình nó có con, nó vô cũng khen con nó vẫn làm. Y như là con nó là hoàng châu cách cách vậy đó. Bây giờ mọi người ai hiểu thì hiểu, còn không hiểu thì mọi người nói sao nói thôi. Con ai là người đó tự tâng bốc lên thôi. Nói chung một cái chuyện rất là bình thường, không có cái gì mà lạ ở trong cái cuộc sống này hết đó. Chứ thật sự là cái này là mọi người cũng biết là giống lẽ con mình giờ không lẽ giờ ngồi nói là trời đất ơi, làm cái đó là chuyện bình thường, nó làm vợ nó làm tốt mà nó làm đúng mình phải khen đó chứ. Cái này nó cắt đồ mình phải khen nó, trời ơi giỏi quá đi, sao lần sau rồi nó làm tiếp chứ. Chứ không lẽ nó ôi ba cái chuyện bình thường. Chết cha rồi chay ơi, hình như nãy giờ mẹ mặc váy cho con mày. Trời đất ơi, con nên thân nên nát không? Mẹ mặc cái đầm được rồi.
Rồi, đất ơi. Đây nè, mắt cái đâm ngược rồi. Nên mày cởi áo ra mà mặc lại cho. Ngọc mà Ngọc đó muốn nhắc lại cho mọi người thêm một lần nữa là tại vì kênh YouTube của Jay là một kênh YouTube dành cho trẻ em. YouTube người ta có ra một cái khoản là bây giờ hình như là kênh YouTube nào của trẻ em là không có được comment vô trong đó. Nên là cái kênh Jay là bữa giờ là mấy tháng nay là cô chú không có comment được. Nên nếu mà cô chú muốn comment muốn ghi gì thì qua kênh của Ngọc để cô chú comment ghi được bên đó. Nha cô chú nha. Trời làm gì? Làm gì? Trời ơi làm gì? Ôi chụp. Ôi trời. Baby shark tu mommy shark tu daddy shark tu daddy shark. Tội nghiệp muốn nói lắm mà không biết đường nói. Cô người có tật cội không? Alo. Vô. Oops. Không đau hả con? Nãy con trúng cái bàn hả? Nãy con đập cái đầu trúng cái bàn hả? Đó, cô chú thấy trên xe của Chay giờ có cái GoPro không? Mốt mà ba Chay chở Chay đi chơi, ba Chay sẽ mở cái GoPro đó lên để cho Chay ngồi trên xe quay cho cô chú coi đó. Bây giờ thấy không? Bây giờ nó bỏ ra, nó thải trong xe lại chút tôi dục chứ tôi lụm chứ ai lụm. Nó coi nó làm gì vậy? Làm gì vậy? Trời đất ơi, có xạo vậy sao? Hai cô chú đi con. Ăn đi con. Chị đang ăn cơm. Chị đang ăn cơm nấm đó cô chú. Bình thường đưa cơm nó không ăn, phải lấy tay bóp là nó mới ăn coi được đời. Mày bóp lại nha. Dạ. Dạ đi con. Ăn gì ngon hơn không? Ngon không? Dạ, bóp lại cơm nấm nha. Có cho cô chú ăn không? Dạ, có cho cô chú ăn thử miếng không? Chua chú ăn thử miếng đi. Giỏi. Bởi vậy nhiều lúc con nít mình không hiểu nó. Ví dụ như mình nói là mình cho cơm nó không ăn, mà mình phải làm cái trò. Làm trò này trò kia có cái ghi đó. Cục cơm đó, để chén cơm bình thường có trắng nó có ăn đâu, mà nặng cục cơm lại ngồi ăn. Bởi vậy bạn nào mà có em nhỏ cứ thử hết cách này qua cách kia, thử cho vui vậy đó. Đó, nó ngồi ăn đó chưa. Thôi, đừng mà. Mẹ mới nói cô chú mới khen tức thì đó, giờ nhả ra coi được đời không. Cô chú chưa kịp khen Chay giỏi quá lẳng nhả ra rồi. Nước nè. À đây coi. Đã không? Nữa không? Ăn cơm nóng nữa không? Baby. Yeah. Can you give me the what is that? Seaweed? The dry one? Giờ mày lấy trong biển mày quấn lại con nha. Okay. Dạ đi con. À. Rồi, ngồi đây đi. Kêu ba mày cũng như không. Để mẹ tự lấy đi cho rồi. Is it in the closet? Yeah. Mẹ lấy nha.
xôi cho ăn rong biển nha. Mới nhậu nó không có biết ăn đâu cô chú. Cái nó thấy Ngọc ăn lia lịa quá cái nó bắt trước á. Chứ rong biển thì nó nhai như giấy cái nó ấy ra nè. Con coi mẹ nè, mẹ quấn vô vậy nè. Đó. Wow. Đó rồi. Ăn ăn rong biển cho cô chú coi. Ngon không? Giỏi quá, Ngọc không nào giờ mà không biết rong biển mà nó có bán của con nít luôn á cô chú. Rong biển của con nít nó không có mặn như là rong biển của người lớn, rong biển của người lớn nó mặn mặn. À, rong biển mà có hồi bữa đó có baby shark đu 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 nè. Trời ơi, nó thấy cái hộp mà có baby shark đu 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 nó mừng, nó ôm. Nó ôm cái hộp đó. Mà cái hộp này rẻ quá trời luôn. Một hộp này chắc một hộp bự này chắc có khoảng 10 20 bịch giống vậy nha. Mà có 3.99 nè, có 80 ngàn à. 80 quá không ta? 3.99 là 4 đô, 4 đô nhân như sao? 90 ngàn. Ăn đây, ăn một miếng thôi. Đó, à, cho ăn cơm với rong biển nha cô chú, cho cô chú miếng này coi. Giỏi quá. Đó, ăn đi con, bánh hộp rong biển này của baby shark đu 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 quá con. Good job vậy đó nè, coi mẹ ăn nè. Đó, mẹ ăn nè. Wow, ngon quá. Cái nè. Nè, thấy mẹ nha. Rõ gì, đòi con biển không hả? Đó. Dạ. Rồi ăn cô chú coi nè. Ngon, nhai nuốt luôn, không phải giấy đâu, nhai nuốt luôn đi, hồi bữa con nhai nuốt mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Dính dính miệng ngon hả? Giỏi quá. Ngày bữa mẹ đi chợ ngoài năm á con nhớ không? Ngày bữa mẹ đi chợ ngoài năm chỉ mẹ đó. Chứ mẹ cũng đâu biết là người ta có bán rong biển cho con nít đâu. Ngoài năm đi chợ nhiều không mẹ? Ngoài năm biết không phải đi chợ ngoài năm đi chợ nhiều không mẹ mà ngoài năm giỏi nội trợ hơn mẹ nên ngoài năm biết trong chợ có bán gì hết ha ha ha. Thấy đấy con, à, giờ nhỏ nhỏ lại bỏ miệng. Hoàng hoàng nha, đọc á. Mẹ thương con thì mẹ thương lắm nhưng mà con mà hổng hổng là mẹ ghét lắm nha chay nha. Mẹ không có thích con nít mà hổng đâu nha chay. Nói chuyện với mẹ phải đàng hoàng chứ mà nói chuyện mẹ cái la vậy là không được á. Mà mẹ là cho con là baby shark đu 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 luôn á. Ai? Thôi mà. Nè ăn nữa không? Ăn rong biển không? À mẹ chưa? Hả? Mới lớn ăn rong biển. Hết chiều đời nổi. Bữa giờ mua cái hộp này cũng mấy ngày cái tuần lễ ra mà quên quay cho cô chú con. Này hạn sử dụng nó lâu, hạn sử dụng cho tới ngày 23 tháng 12 lận. Tới còn múc mùa lệ thủy nó mới hết hạn. Đúc nãy giờ đúc nó ăn cơm rồi mà không chịu ăn nữa nha. Trời ơi, trời ơi, nay vô camera nhìn trắng dữ ta. Nhìn trắng tinh nè. Trắng tươi như một bẩn vậy đó. Mẹ ăn này nha. Ngon quá. Anh chị cô chú nào mà ở Mỹ hoặc là Việt Nam mà muốn con em mình ăn rong biển á, đây là cái hiệu nha cô anh chị. Tại vì sát đú 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 anh chị. Ủa, à, nãy giờ ăn hết rong biển rồi hả? Nè. À. Nuốt luôn nè. Nuốt vô. Đó, giỏi quá. Hay ăn chuyên nghiệp chưa? Giờ là ăn chuyên nghiệp ơi. Giỏi quá. Bài bê sát đu 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 mà mi sát đu 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 đu. Đó là kỳ nãy mới vừa đi ra giờ đi vô nữa đó kỳ. Mệt cái tiền này ghê luôn á. Cái là kỳ. Thôi bây giờ video clip tới đây là cũng dài rồi.
Hôm nay là nhẹ nhàng vậy thôi. Cô chú ở ngoài đó trời mưa quá, trời mưa mà lạnh quá trời lạnh luôn. Hoài luôn, gần cuối tháng 4 rồi mà sao còn lạnh hoài luôn, mệt ghê. Hiện tại bây giờ ở ngoài là 4 độ C đó cô chú. Thiền để ngoài đó đó. Mưa bữa giờ luôn. Thôi đó, mưa từ sáng tới giờ không hết mưa luôn thôi. Nên là bữa giờ chay bị nhốt nhà không chứ chay đâu được đi chơi đâu cô chú. Mô mốt chuyển qua tiểu bang nào ấm ở ngay chay nha. Ở đây lạnh quá, mệt quá đi. Đầu tháng 5 rồi mà cũng còn lạnh. Lạnh 4-5 độ luôn cô chú ơi, chứ không, còn mùa à, nếu mà mùa đông á là âm. Còn mùa này 4-5 độ là cũng coi như là ấm hơn rồi đó. Thôi, đừng chơi kiểu đó. Thôi, cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của chay. Uống nước à? Giờ gì? À con ăn nữa hả? Nữa không? Lạnh ngày mà cho em mới ra sợ bệnh phải không? Con nít mà bệnh một mình ngọc nhà ngọc chăm cực lắm mà nó bệnh tội nghiệp nó nữa. Trời ơi con đã ăn rồi. Thôi cảm ơn cô chú đã xem cái video clip này nha, hy vọng là cô chú thích cái video clip ăn ăn rong biển của chay. Cô chú có con ha, có bạn nào bằng tuổi chay mà biết ăn được rồi đó, mua rong biển gì cho nó ăn thử. Ăn biển cũng tốt lắm á cô chú ơi. À, mới đầu thì nó ăn sẽ không quen đâu, nhưng mà hả mình cứ ăn trước mặt nó, mình nói nè coi mẹ ăn nè, cái mình ăn cái bình nuốt cái hả miệng ra cho nó coi, cái làm 2-3 lần vậy là nó biết cái này ăn được là nó ăn rồi. Rồi ơi ăn lẹ không? giờ ăn cũng hết cái bịch này, hộp trong biển nè cô chú ơi. Đó ăn đi. Quên rồi bữa giờ. Bữa giờ cất trong cái closet cái mẹ quên luôn á. Thôi chào tạm biệt cô chú nha. Chay sẽ tiếp tục bữa ăn rong biển của chay đây. Giờ chay như cá vậy cô chú, chay ăn rong biển nè. trời ơi biết bye bye nè hả? Bye bye cô chú đi nha. Mẹ chưa kêu luôn á, giỏi dễ sao không? Đúng rồi, trời ơi. Qua cô chú cái đi nha. Ba. Trời ơi chuyên thần dữ sự không? Quá hay luôn, biết mẹ chuẩn bị kết thúc video luôn. Mình nói nó hiểu đó chứ không phải nó không hiểu đâu, nghe nói gì nó cũng nghe mà nó xạo thôi đó. cười nhăn răng coi. Coi con nói nghe nè, con nhớ làm mưa rồi sao không? Làm mưa rồi sao? Giờ còn nhớ không? Quên. Đâu phải vậy. Làm mưa rồi sao? Làm lại mẹ nghe coi. Giờ nó quên làm mưa rồi cô chú à. Rồi cái gì nữa? Ngày xưa con làm cái gì nữa? Làm mưa với lại làm cái gì nữa? Quên rồi, chơi giờ hết biết làm mưa là gì rồi. Raspberry lại làm cái gì? Ba nói raspberry á. Dê dê ầm mẹ đi. Ầm. Xạo quá chịu không nổi luôn. Thôi bye bye cô chú đây nha. Mai quay cho cô chú coi chay tiếp nha. Nha. Dạ đi con. Rồi còn miếng cuối cùng nè, ăn hết luôn đi. Nãy giờ mẹ nói bye bye mà nãy giờ 2 phút rồi mẹ chưa bye bye luôn. Mẹ cũng quẩn lắm chay. Mẹ là bành thì quẩn mà. Nãy giờ mẹ ngồi mẹ nói liên hồi liên tục luôn nhưng mà không ngừng nghỉ luôn. Chứ con không nói giờ mẹ phải nói thế con chứ giờ biết sao. Rồi thôi bye bye nha. Đó, tôi tính bye bye cái nó cứ làm những cái cử chỉ mà thấy muốn quỳnh giọng không mà nó không có bye được. Đúng rồi, nó xong rồi. Xạo quá trời xạo luôn, chịu không nổi luôn. Rồi thôi bye bye. Thôi tắt đi chứ làm gì hoài. Thôi bye bye thiệt rồi, giờ bye thiệt rồi.